người đi xem không khí Trung thu của Đan Cô như nào. Đan Cô City. Chào mừng. Có mua sổ số chúng Việt Lót làm căn trong này. Đồng hồ nó chạy đúng ghê nhỉ. Không khí trong lành nhỉ, rộng rãi thoáng mát, chả bụi bặm gì. Tìm đường, tại sao giờ đây mà đi qua?